bạn đến với kênh video của Điện Máy Cường Linh. Thì hôm nay để giải đáp thắc mắc của quý vị và các bạn về hiệu quả của máy thái thuốc bắc, thuốc nam, máy thái dược liệu, máy băm cắt, thì hôm nay chúng tôi sẽ tiến hành mổ xẻ con máy ra cho quý vị và các bạn cùng xem. Đây là hình ảnh của máy này. Máy thì chạy động cơ motor toàn phát đây, motor toàn phát, motor dây đồng 2,2 kg. Motor thì được bảo hành, được nhà sản xuất bảo hành cho quý vị các bạn 12 tháng. Đấy, hỏng lỗi motor là đổi mới luôn. Máy thì chạy bằng động cơ. Đấy, motor dây đồng toàn phát và nó chạy buri đây thế này. Dây cura kết nối với bánh đà đây. Qua bộ truyền động đây. Và sẽ sang bên cái lưỡi cắt này. Đấy. Đây thì được thiết kế một cái khóa mở thế này. Máy thì có hai đầu, bên đầu này là để thái lát này. Đường kính khoảng 10 phân, ở cái thân cây khoảng được 10 phân. Còn bên này là để thái khúc này, bên này cũng khoảng 10 phân thôi. Đấy. Bên này thái khúc khoảng 10 thái khúc dược liệu thân mềm, còn bên này là để thái lát thân cứng. Đây là bên trong của máy. Đây thì máy, đây là cái bánh đà của nó làm bằng sắt rất là dày này. Đây, ở đây là có một cái lưỡi dao, lưỡi dao này là để băm thân mềm này. Còn đây có một lưỡi dao này là để băm thân cứng. Đấy. Thì hai lưỡi dao được mang về một bên này thì tạo lúc quay sẽ tạo ra cái lực chém rất là lớn hơn. Còn ở đây thì có một miếng sắt nữa, đây có một miếng sắt này. Để cân bằng cái bánh đà này một chút để cho nó đỡ văng trong quá trình làm. Đấy, trong quá trình làm sản phẩm thì thử rất là nhiều, chúng tôi đã thử rất là nhiều phương án và cuối cùng là phương án này là mang lại hiệu quả tối ưu nhất cho kết quả băm thái thuốc rất là tốt. Đây này, đây thì cũng được làm sắt rất là cứng để trong quá trình mình bỏ cái thân cây vào thì nó có bị vập sự nó méo mất cái chỗ này, thì chúng tôi vẫn là thiết kế có một sắt cứng ở đây, cho nên quý vị và các bạn sử dụng rất là yên tâm. Đấy, thì nếu mà quý vị và các bạn nào có motor, có động cơ sẵn ở nhà rồi thì chúng tôi vẫn bán không không như thế này. Đây là hàng của khách đã yêu cầu mua, là họ đã có motor thì chúng tôi vẫn gửi buli này với dây cura đây. Đấy, còn ở đây thì về quý vị và các bạn lắp động cơ và đóng buli vào thôi và sử dụng thôi. Ta nhìn cái lưỡi dao rất là sáng, rất là sắc. Lưỡi dao thì làm từ nhíp ô tô nên rất là bền. Thép của nhíp ô tô, thép cứng. Đấy. Thì quý vị và các bạn có nhu cầu mua máy thái thuốc bắc, thuốc nam, thái băm dược liệu thì vui lòng liên hệ Điện Máy Cường Linh, địa chỉ 923 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội. Đây, chúng tôi vận chuyển và giao hàng trên toàn quốc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Bấm đăng ký kênh của Điện Máy Cường Linh để xem các video mới nhất của chúng tôi.